khi mà về tới miền Nam, bộ tham mưu lúc đó mới có 5-7 người. Cái đoàn vô trước đó là cái đoàn lập ra những cái ban bộ trong này. Tham mưu lúc đó là anh em đếm trên đầu ngón tay mà không có bao nhiêu người. Thì lúc đó là mình là trưởng của một cái đội tình báo 13 người. Mà anh em thì thấp nhất là cấp trung úy, mình là năm đó đại úy, làm tiểu đội trưởng cái tiểu đội đó, ghép trong một cái đoàn bộ binh cỡ 300-400 người đi. Đi trên cao hơn đồng bào thiểu số. Có lúc đi luồn trong mây, nó ghê go vậy. Nhưng mà về tới trong này thì anh Trần Văn Danh, tức là sau này là thiếu tướng, anh là sau này là tham mưu phó bí thư đảng ủy bộ tham mưu. Lúc đó anh là vô, anh đang phụ trách về tình báo, về hiện phân, nói vậy ông mà ngoài kia họ đào tạo mình tình báo nữa rồi. Thành ra anh xuống Củ Chi, anh thay thế anh Mười Nho, Phan Sĩ Quan Nguyễn Nho Quý. Bị ảnh là điều khiển ông Phạm Xuân Ẩn, chỉ huy ông Phạm Xuân Ẩn. Ông Ẩn về rồi, giờ làm tình báo, có những thành tích, lấy tài liệu rồi. Thì anh xuống anh thấy anh Nho, bởi vì ảnh bệnh lắm, cần phải ra bác trị. Đó, mình xuống là 62, năm 1962, tháng 4, tháng 5 mình nhận nhiệm vụ. Quay bắt vô rồi tháng 4, 62 tới. Thì tháng 5, 62 nhận nhiệm vụ và đi xuống Củ Chi làm cụm trưởng. Thế ông Mười Nho cụm trưởng thì năm đó mới có giao cho mình của Phạm Xuân Ẩn thôi. Sau này thêm 1-2 người nữa. Và cái cụm mình đóng chỗ đó đúng là Giang Nam, đóng vào Củ Chi. Đúng là cái nó sau năm 66 mà nó đưa một cái sư đoàn số 25 bộ binh của Mỹ tới. Mà nhiệm vụ chủ yếu của nó là vô hiệu hóa cái địa đạo. Trời, sống chỗ đó gian nan. Đơn vị mình khi mà người ta phong đơn vị anh hùng nó thì có cái cờ đơn vị anh hùng, rồi mặt trận nó cho cái cờ là đơn vị 10 năm bám trụ Củ Chi. Mà trước sau là 45 người hy sinh 27. Nó cứ vô là bị miền rê mo của nó. Cứ vô thành để lấy tài liệu liên lạc với người trong thành ra đó. Là miền rê mo nó quánh thiệt hại nặng lắm. Có một lần nó rình nó quánh mình, mà bữa sau nó đặt ngược đi. Quánh cái nổ cái rần như trời đánh vậy, chạy lui trở lại ra bót nó. Không dám chạy vô căn cứ mình. Tụi đó vô tới căn cứ mình cách 150 mét. Nó mọp trong ấy, nó vô, nó quyết bữa đó là nó hai mình cho chết. Mà sao nó nắm được là giờ đó mình đi về căn cứ, mình ở thành, mình về ấp chiến lược. Dù mình mang AK với ấy, đi với đồng chí cán bộ đại đội, nó dẫn đường mình đi. Vô gần tới tụi nó phục kích, kích mà miền Lê Mo. Miền Lê Mo tức là cái miền đó mình sát thương cái hình nó vậy nè. Khi quấn, khi nó cắt gấp chập điện thì tất cả 230 viên bi thép tung ra, nó quấn thường là quấn anh em ghẻ hai cái chân này, quấn cái nằm, quấn cái ngồi, cái bịch xuống, anh em mình lần lần chết là vậy. Bữa đó sao nó lại làm vậy, thành ra cái mặt này thì nó đề chữ forward enemy, tức là hướng về kẻ thù, có chữ đàng hoàng. Mặt này nó đề chữ back, tức là cái lưng. Mà cái hình thì cống cống vậy, mà sao bữa đó nó lại đặt ngược, tao không hiểu. Mấy chục trái đều ngược hết. Chừng quánh vậy riết ra quầy đồng bào xin cơm ăn, không dám vô căn cứ nữa. Đồng bào nói trọng mấy ông quánh cái gì mà nó khiên về dữ rồi. Tao nói trời đất, nó quánh tôi trễ đi, chứ tôi có quánh gì nữa đâu. Thì mình với ăn cán bộ đại đội nói thôi, ăn cơm rồi kiếm bụi tre nào ngủ rồi sáng tao mày dòng dưới sông bơi về, chứ đừng có đi đường rừng nữa.
Đó, sáng dòng sông về leo lên cái tụi lính của mình nó nói ủa sao ướt hết rồi đi. Rồi nó nói chiều hôm qua ngoài kia nó quánh ai quay mà nó quánh ngược, nó đặt ngược, thành ra bây giờ chỗ đó là bông băng máu dữ lắm. Nói tụi quay coi kỹ chưa, nói tụi tôi xách súng ra thấy vậy đó. Nói chung là nhiệm vụ của cái cụm mà đóng tại Củ Chi là nối liên lạc giữa Phạm Xuân Ẩn với lại cấp trên. Chỗ đó là có một cái đội liên lạc quá tốc chừng chục người và anh đại trưởng để đánh mọt với lại anh cơ yếu để dịch điện. Những người đó phải tập kết ở ngoài Bắc về không đó. Thì giỏi. Thì cái nhiệm vụ tức là phải giữ liên lạc đường dây không có bị đứt mỗi tuần chiếc mà. À, thì ra thành gặp cái người giao thông ở thành là cái chị Nguyễn Thị Ba đó. À, rồi cái người giao thông hợp pháp ở cái ấp chiến lược đó, có giấy tờ làm dân thường đi ra về đó lấy cái tài liệu Phạm Xuân Ẩn rồi về về ở trong ấp chiến lược. Rồi cái đơn vị giao liên có súng của mình là nó từ cái rừng Củ Chi đó, nó vô đó mà cái đơn vị này chết nhiều là chỗ đó. Nói chung là Phạm Xuân Ẩn cái người nó được là phóng viên thường trú của tờ, những tờ báo lớn ở bên Mỹ qua, thấy không? Ông có chức vụ ông vậy mà làm với lại cha gì bác sĩ Tiến, Trần Kim Tiến mấy năm đó, chỗ đó là chỗ mật vụ của tụi nó, thành ra giờ nắm được nhiều tin lắm, nắm được nhiều tin, thành ra thường thường là chuyển những cái tài liệu, giờ ví dụ như giặc mới vô thì giờ lấy được cái tài liệu ấp chiến lược, giặc Mỹ sẽ làm ấp chiến lược, rồi sau đó là kế hoạch của Mỹ những cuộc hành quân về ấp Bắc cái đồ, Samba. Thì những cái đó cũng tốt. Thì đơn vị chuyển về trên nắm được, giải lập thành tích những năm đó là như vậy. Thì cái năm mà 64 đó, mình những cái đơn vị ngoài Bắc mà về đó, thành lập được những cái tiểu đoàn, những cái trung đoàn. Thì đã quánh những cái trận lớn, tiêu diệt nó, tiêu diệt tới cấp tiểu đoàn của nó rồi. Là những cái trận như ở miền Đông này, Bình Giã, Sông Tư, rồi ngoài Trung thì trận Ba Gia, miền Đông mình thì Đồng Xoài, Bình Giã, những cái trận mà có thể tiêu diệt cấp tiểu đoàn của nó. Thì đó là nhờ những cái đồng chí mà đã rèn luyện ở ngoài kia 6-7 năm trời, 80-90 năm trời đi về trong này. Rồi gom anh em nông dân rồi lại dễ rồi này kia thành những cái trung đoàn. Thì năm 63 thì có những trung đoàn 1, trung đoàn 2, rồi tới 64 thì quánh giỏi. 64 là có những trận thối đồng. Thì Mỹ nó thấy vậy thua. Mà mình đã chuẩn bị cái kế hoạch X, tức là 65 mình có thể giải phóng. Chuẩn bị kế hoạch rồi mình thấy quánh được, có thể chiến thắng được, thành ra mình đã đặt cái kế hoạch X, rồi gọi kế hoạch X năm 65 mình giải phóng. Nhưng mà Mỹ nó cũng nắm được cái đó, nó mới là đổ quân qua tháng 3 65 nó đổ quân qua. Thì cái đó không nằm ngoài cái phán đoán và cái nhận định của Phạm Xuân Ẩn. Do anh cũng nói trước rồi, nói tình hình này là Mỹ qua, bởi vì cái chiến tranh đặc biệt là Mỹ nó ở cấp cố vấn thôi. Mỹ ở cấp cố vấn, ví dụ quánh trận ấp Bắc rồi đó, là mình tiêu diệt được bao nhiêu xe lậu nước của nó, rồi mấy cái trực thăng đồ của nó, là đơn vị mình quánh được rồi. Thì Mỹ nó thấy, nếu mà để Cộng Hòa không thì sẽ thua, Việt Nam Cộng Hòa không thua. Quân Mỹ thua và rõ ràng như vậy, mình cũng chuẩn bị một cái kế hoạch để giải phóng rồi. 65, mình tính giải phóng 65.
Thì 65 đúng là Mỹ nó qua, nó cũng nắm được là tình hình này mà nếu không qua thì Việt Cộng lấy họng thôi. Thì tháng 3 65 thì nó đổ đầu tiên, đổ quân qua Đà Nẵng. Đơn vị thủy quân lục chiến đổ lên Đà Nẵng. Rồi tiếp theo đó thì cái đơn vị sư 1 anh Cả Đỏ đổ trong miền Đông này, đóng ở Lai Khê. Rồi cái đơn vị lữ 173 dù, những cái đơn vị hạng nhất của nó không. Rồi nó hành quân để nó dọn đường cho cái sư đoàn 25 bộ binh tới đóng Củ Chi nữa. Thành ra ở Sài Gòn này mình phải chịu cái sư đoàn 25 bộ binh Mỹ đóng Củ Chi nè, sư đoàn 1 anh Cả Đỏ đóng ở Lai Khê Bến Cát, rồi lữ 199 ở phía Cần Giuộc Long An, rồi cái trung đoàn 11 thiết giáp kiểm soát trên đường này. Anh nói chung là rồi sau đó là những đơn vị mà đánh thuê của Mỹ vô nữa. Một trung đoàn Thái Lan đóng Long Thành, một trung đoàn Australia đóng Bà Rịa, rồi hai sư của Hàn Quốc đóng ở miền Trung, rồi pháo binh của New Zealand, rồi công binh của Philippines. Trời đất ơi, mình đánh đâu phải. Tới cái Mậu Thân 68 thì tình báo chúng tôi nắm được là quân Mỹ 549.000, Mỹ không á, 549.000, rồi ngoài ra có những cái đơn vị mà mình kể đó mà. Thì nói chung là găng lắm. Còn quân Cộng Hòa, quân Mỹ đó thì nó 1.2 lận. 1.2 mà quân đó là được Mỹ huấn luyện và trang bị, nó nhất Đông Nam Á chứ không phải vừa. Mình chọi lại với một lực lượng vậy. Cho con hỏi là với một lực lượng nửa triệu quân Mỹ và hơn 1 triệu quân Cộng Hòa như thế, thì tại sao năm 1968 các ông lại quyết định là sẽ tiến hành cuộc tổng tiến công Mậu Thân khi mà nó mạnh như thế? Cái chỗ đó mới chỗ hay đó. Là cái theo ông mình nghe đài TV1 rồi đó, cái ông trung tướng Nguyễn Đình Ước, ông nói cái ý đó là ý của ông Lê Duẩn. Ông nói mình quánh trên ba vùng đó, là mình quánh trong rừng, mình quánh ở nông thôn, quánh vậy riết cái chừng nào mà chiến tranh nó kết thúc được. Bây giờ phải quánh vô cái chỗ mà nó coi như vậy chứ, chỗ mạnh và chỗ yếu nhất của nó là trong thành phố. Thì ông sau cái ý đó thì Bộ Chính trị có cái nghị quyết, gọi là cái nghị quyết Quang Trung. 67 có cái nghị quyết đó, kêu là nghị quyết Quang Trung. Tức là phát động một cái cuộc đánh mà có ba cái chỉ tiêu trong nghị quyết đề ra là nếu ấy thì lấy luôn Sài Gòn rồi, lấy luôn, giải phóng luôn. Còn thứ hai là tiêu diệt nhiều sinh lực địch, mà chủ yếu là Mỹ, sinh lực Mỹ. Thứ ba là quánh sụp cái ý chí xâm lược của nó. Trong nghị quyết đó đề ra ba cái rõ ràng, tụi tôi học á. Thì đề ra từ quá giữa năm 67. Ông Lê Duẩn, ông nói thợ nay Mỹ không có chết, bị quánh ngoài rừng với nông thôn, Mỹ không có chết. Là bây giờ phải quánh trong thành mà gây cho Mỹ chết. Thấy không? Thì thành ra sau cái Mậu Thân đó thì đúng là mình quánh đêm 31 tháng 1. Thì truyền hình rồi các nước nó quay cái sân của Đại sứ quán Mỹ, có Mỹ rồi chết. Rồi bị cái đại sứ quán đó, mặc dầu tụi nó chuẩn bị nhưng mà chỗ đó hình như lơ lỏng. Anh em lên tới lầu 3 và coi như anh em cũng hy sinh gần hết rồi. Chỉ còn anh Ngô Văn Dân từ Ba Đen, người chỉ huy trưởng, anh tính quánh bột phá đằng hy sinh luôn, nhưng mà anh bất tỉnh, tụi nó bắt về. Sau ngày giải phóng, ông làm tiểu đoàn trưởng trong cái lữ đoàn của tôi nữa, và được phong anh hùng dân Nam Định. Vâng ạ. Quay lại năm 67 ạ, trước khi mà mình đánh Mậu Thân năm 68 ấy, thì đơn vị của ông với ông Phạm Xuân Đẩn ấy, được giao nhiệm vụ gì để chuẩn bị cho cuộc tấn công Mậu Thân năm 68 ấy?
68 thì đơn vị này cũng là đơn vị tình báo. Tình báo là mấy ông phải nắm cái diễn biến trên trường. Tôi lúc đó nằm ở Sài Gòn, nằm ở trong chỗ cách Dinh Độc Lập 100 mét thôi. Nằm ở nhà bà 163B đường Gia Long, nhà bà Tám Thảo. Ông già đó là người của Bắc Ninh nhưng mà rất yêu nước. Nhiều lớp ông nói với mình, ông nói con vô đây là ba biết con đi vô làm cách mạng. Nói thiệt với con là vốn ba hiện nay là 36 triệu. Mà vàng lúc đó có 3.000 đồng lượng. Vốn ông nói kể cả sạp giải về chợ là 36 triệu. Mà ba biết rằng nếu nó bắt con trong nhà thì tiêu tan hết. Nhưng mà con cứ yên tâm làm việc. Ba thương cách mạng, ba thương con. Đó. Thành ra mình nói về cái lòng dân ở Sài Gòn. Cái người giàu như vậy mà họ sẵn sàng hy sinh. Rồi những cái hầm chôn giấu vũ khí giờ cũng còn đó. Mà được tôn lên thành của bảo vệ của nhà nước đó. Thì nói chung cái lòng dân Sài Gòn là như vậy. Áo ước một cuộc giải phóng. Thì mình ở trong đó và nhiệm vụ của mình là chủ yếu là báo cáo, theo dõi các trận và báo cáo kịp thời cho trên, báo cáo bằng điện, bằng mọt đó. Thì như vậy là khi mà quánh vô cái đợt đầu đó, đợt 31 tháng 1 đó, thì hy sinh nhiều. Báo cáo đầu tiên của mình báo về trên, mình nói tiêu hết rồi mấy ông, chỗ nào cũng vô không được, chỉ có chỗ đại sứ quán thôi. Mà chỗ đại sứ quán nó phải nói là cái sáng kiến của ông Võ Văn Kiệt đó. Khi mà ông diệt hết ráo, ông bí thư thành ủy, ông diệt các cái trận đánh vô Sài Gòn, ông nói sao thiếu đại sứ quán, thấy không? Mấy anh mà đánh vô Sài Gòn mà không đánh đại quán Mỹ coi như không có đánh, phải lập một cái đơn vị 31 viên đánh, nhưng mà bữa ông sót là 25 viên. Thì phải gấp rút lên trên Long Nguyên thành lập một cái đơn vị 17 người đó. Lên đó thì có cái hầm, chiếu cái phim Nổ Gió cho anh em coi. Rồi bây giờ có một cái trận là chúng ta có thể đi mà không có về, quánh ngay trong thành. Đồng chí nào đi, tất cả đưa tay rụt lên. Xung không đi, mà nói trước là đi không về. Bởi vì quyết quánh vô thành đó mà làm sao mà cự nổi, rồi làm sao mà ra được đó. Thì chọn được 15 người, sau cùng có hai em đó. Nó nói nếu không cho tôi đi, tôi tự giận tại đây. Trong mấy anh nói, vì gia đình tôi bị Mỹ tàn sát hết rồi, mà tôi vô đây theo là để tôi giết được thằng Mỹ thôi, tôi trả thù, thấy không? Mà mấy anh không cho tôi đi, tôi chết tại đây cho mấy anh. Kiên quyết rồi, theo ông ấy tăng thêm hai người, là 17. Tỏ ra cái tinh thần lúc đó là vậy. Đã biết rằng vô là không về, nói trước rồi. Nhưng mà anh em xung phong tất cả. Thì chỗ đại sứ quán đó mình quánh, cái đó nó gây ra một tiếng vang lớn lắm. Là đồng bào họ thấy con em họ chết trên sân đại sứ quán rồi đó. Thì như vậy là nó nêu ra là tổng thống phải rút quân. Có cái phong trào đấu tranh ở bên Mỹ, tổng thống phải rút quân. Thành ra tổng thống rối loạn, tới mình đánh 31 tháng 1 rồi tới 31 tháng 3 nó lên đài, Johnson lên đài tuyên bố tôi không ra ứng cử nữa, biết thất bại rồi. Đó. Trong lúc đó mình theo cái tinh thần của cái nghị quyết đó là quánh bồi quánh nhầu liên tục tấn công. Thành ra những cái đơn vị đó vàng ở Nam Củ Chi, Bắc Bình Mỹ đều hết sẵn sàng vô quánh. Thì sẵn sàng, đang sẵn sàng vậy, cái thằng cha trung tá nó mang gói ra nó đầu. Năm đó mình mới thiếu tá, mà vợ trung tá, tên trung tá Tấm Hà, nó mang gói đầu. Lý do đầu là sao? Đang khổ sở quá,
đồ ăn đồ cũng thiếu một số lại. Rồi hơn nữa cái anh Nguyễn Thế Truyện là chỉ huy trưởng kênh Bắc, anh bị pháo trên đồng dù dập xuống bể hầm chết. Trước cái cảnh đó giờ sách gói bót Phú Hòa Đông vào đầu. Bót Phú Hòa Đông thấy cá này lớn quá mới đưa qua Bình Dương, tiểu khu trưởng Bình Dương cũng thấy lớn quá, nó kêu về Sài Gòn Westmoreland lên nhận. Westmoreland lên nhận thì trên điện xuống, mình đang ở Củ Chi đang chỉnh quân cho anh em về đợt một, thì ở trên điện xuống nói đồng chí anh phải ra Sài Gòn lấy cái bản cung của thằng đó đem về. Anh phải ra Sài Gòn lấy bản cung đem về gấp, vì trên này đang hậu nghị, đang tranh luận rồi. Bởi vì thấy đợt một đã tiêu hao lực lượng vậy rồi. Thấy không? Ông Tư Châu chỉ huy trưởng của cánh biệt động, ông nói mất của tôi hết 80% lực lượng biệt động. Thấy không? Rồi bây giờ là chuẩn bị quánh đợt hai thì cái cánh Bắc bị một cái sự cố như vậy. Giờ quánh sao nữa bây giờ? Hay là hội là tranh luận quánh nữa hay không? Giờ quánh như thế nào? Mà đã chuẩn bị rồi thì mình phải đi xuống, mình lấy cái đi gặp Phạm Đức Ẩn như này, giả chỗ nào giờ cũng vô được. Mình xuống gặp giả chỗ Rivran giờ ngồi tháng nào giờ cũng ngồi 8-9 giờ giờ coi trên này mình có xuống không, thì nói giờ đi lấy cái đó vô đầu thôi. Giờ nói chắc thôi, thôi chỗ này có quánh lại chỗ chỗ kêu bằng do ông bà chịu xe ngừng đó, cái giá vô cái chỗ tiểu phu trưởng gia đình đó, đại tá chỉ huy vô đó. Thì cái thằng giữ hồ sơ đó là hay kiếm tài liệu này kia cho giả, rồi giả cho tiền, cứ một lần như cho 4-5 ngàn. Thì nó tính rằng giả là người Mỹ đọc chứ nó là cũng thằng ác ôn. Nhưng bữa đó vô giả nó nói có, nhưng mà tối mặt. Thấy không? Các anh đọc qua rồi đưa tôi. Rồi nếu các anh em về để đọc thì 1:15 các anh trả tôi tại chỗ này. Đó, mình về mình chụp hết ra, lát thì đem trả vậy. Nhưng mà mình nói với Phạm Xuân Ẩn, anh nói giờ tôi với ông qua cái chỗ công ty năng tan, lầu 3 công ty năng tan, tụi tình báo phương Tây nó hay tới đó. Thì anh khai thác coi cái bên Mỹ nó đã biết tin thằng này đầu chưa, và thái độ bên ra sao. Rồi hai đứa quánh xe lại, giả con cái xe rồi nôn cách đó, đi đâu cũng bằng xe hơi, và quánh trở lại công ty tan. Thì mình ngồi dưới rì ranh uống cà phê đợi giả băng qua đường giả lên lầu 3. Bây giờ chỗ lầu 3 người ta có làm cái tượng giả chỗ đó với lại con chó, thường những chó. Bữa sinh nhật mình mới 95 năm á, thì họ có làm cái tiệc cái chỗ đó, họ kêu mình tới. Thì mình dòm thấy tượng giả đồ có, lâu qua. Thì giả vô, gian lát giả xuống. Xuống giả nói, mày có cái này hay anh ta hỏi gì. Nói bên đó nó biết thằng này ra đầu rồi. Mà thằng này khai hết ráo rồi. Khai từ cái 500 đáy pháo mình chuẩn bị đồ này kia DKB. Dắt xuống để xung quanh nó khai hết, thành ra B-52 thả cũng hết. Nhưng mà có cái này là bên đó rất sợ chúng ta quánh đợt 2. Rất sợ chúng ta quánh đợt 2. Thằng Johnson đó, nó nói nếu, nó mấy này thu lộn được á. Nó nói nếu mà để Việt Cộng quánh đợt 2 chỉ còn thương lượng và rút quân đó. Thành ra trời đất ơi, tin này có tính chất chiến lược hay không? Thành tôi điện gì à? Điện về trên, chạy riết ra rừng Củ Chi có cái máy vô tiếng điện, điện gấp về. Nó nói cái máy anh giao thì lấy được rồi mà liên lạc qua tóc sẽ đem về cho. Nhưng mà cái này đó, điện trước anh biết là bên đó nghe thằng này đầu hàng. Nhưng mà nó khai chỗ Việt Cộng đã chuẩn bị sẵn và sẽ vô quánh nữa đó. Thì bên đó tổng thống sợ lắm, và nói ra cái ý là nếu để Việt Cộng quánh đợt 2 thì chỉ còn thương lượng và rút quân. Đó, thành ra
Thành ra tôi là Tư Can, đang thiếu tá, đang ở Sài Gòn đây. Thì có cái câu, các anh nếu đã chuẩn bị sẵn thì chấp nhận hy sinh. Mình nói chấp nhận hy sinh, quấn một đợt nữa. Cái ông Sáu Trí, trưởng phòng tình báo, ông nói, ông mẹ điện gì à? Điện gì à? Đang lúc ở hội nghị đang găng. Cái điện của anh về, nó mẹ tất cả đưa tay đòi quánh nữa. Ở trên này nè, ông gửi điện xuống, ông khen liền. Đòi quánh nữa. Thế thì bữa đó là nó ra đầu 19 tháng 4, 20 tháng 4 trên điện tôi thì hôm 2 tháng 4 trên được tin vậy rồi. Cái 4 tháng 5 mình quánh được hai. Mà lần này á, quánh không phải quánh bằng biệt động nữa, mười mấy 20 người nữa, mà quánh bằng trung đoàn, tiểu đoàn. Quánh lớn và quánh miền phía đông này cũng quánh, mà chủ yếu là phía Chợ Lớn quánh. Có cái trung đoàn số 31 của anh Võ Văn Điều làm trung đoàn trưởng, giờ có tên Võ Văn Điều trên Củ Chi, huyện Củ Chi. Thì quánh tới từ trên Chợ Thiết này mà quánh dài xuống tới quận 8 đó, thì trong thời hạn cũng cả tháng đó, thì như vậy là trung đoàn còn có 11 người hy sinh cỡ đó. Trung đoàn còn có 11 người, thế anh trung trưởng anh rút cái súng ngắn ra, anh đưa cho bà Võ Thị Tâm, bây giờ bà còn sống ở Giáp đó. Trung quý anh hùng lực lượng võ trang, người duy nhất còn sống trong trung đoàn đó, anh đưa cho cô Võ Thị Tâm, nói em giả làm thường dân chạy loạn, đem cái súng này về cho bộ chỉ huy phân khu, nói trung đoàn 31 đã hoàn thành nhiệm vụ. Thành ra bà đem cái súng về, sau này người ta phong bà anh hùng. Còn cái trung đoàn đó không còn người. Quánh tới đó, bởi vì sao mà ấy được, vì biết vô đó quánh vậy là đạt được cái mục tiêu là quấy động ở trong thành, nhưng mà hy sinh là không tránh khỏi. Vì tụi nó pháo nè, rồi trực thăng võ trang nè, rồi xe tăng, rồi đủ thứ hết. Rồi các đơn vị nó dây, anh em đục tường để đi lần tới đó, thấy không? Không còn người. Đó, bây giờ bà đó còn, bà nói có lúc cái con mắt của bà nó rớt ra, sức ép á. Bà phải lấy tinh thần bà nhét vô vậy. Bà nói nhét được con mắt vô, bà nói một câu, bà nói đái trong quần, đau quá. Nhưng mà phải nhét vô cho nó gọn để tiếp tục. Đó, quánh hy sinh cỡ đó. Nhưng mà nó đạt được cái là đúng là sụp ý chí của xâm lược của Mỹ. Tại vì sau đó đó, khi mình quánh vô rồi thì nó lên đây nó cách chức đại tướng Westmoreland liền. Là không chấp hành cái chỉ thị nó là không cho Việt Cộng quánh được hai. Đại tướng mà chỉ huy hết đây dùng nè. Đó, thì như vậy là, thấy không? Rồi ta nói bằng cái biện pháp, nói thằng này ra khai hết rồi, mấy ông đừng quánh vô nữa cho nó, cho nó sức đầu mẻ trán, thấy không? Nói bằng cách gì nói, nhưng mà mày phải không cho Việt Cộng quánh được hai. Nhưng mà giờ nó nổ ra bốn, báo cáo tôi về hôm 4/4 thì 4 tháng 5 tao quánh được hai. Quánh với cái áp lực đó, quánh với lực lượng lớn hơn, không gian rộng hơn, thời gian kéo dài hơn, quánh tới tháng 8 mới rút ra. Thì thằng này nó cách chức đại tướng, cho thằng Abraham qua thay á. Rồi là cho một người tên là Sullivan qua bên Lào bắt liên lạc với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa để đi vào thương lược. Cái đó là quan trọng, nó nằm trong cái câu thơ chiến lược của Bác Hồ, quánh cho Mỹ cúc, quánh cho Ngụy nhào. Mỹ phải cúc, Ngụy mới nhào chứ. Còn thằng Mỹ thì mình làm sao ấy được, ghê. Thành ra khi mình quánh vậy đó thì nó cho người bắt liên lạc nè, rồi là nó cách chức đại tướng nè, rồi thì đi vào thương lượng hai bên, giữa một bên là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, bên là Mỹ, thương lượng hai bên. Rồi nó sau đó nó yêu cầu là phải có Việt Nam Cộng Hòa vô,
thì mình nói bên đây phải có mặt trận vô. Như vậy từ hai bên ra bốn bên. À, nhưng mà cái ông Trần Danh, ông giữ hội nghị đó, ông về ông nói, ông ngồi cãi, uống cà phê cãi riết ông à. Nội cái chữ ai xâm lược ai đó mà cãi cả tầng không ra. Nó thì nói miền Bắc đưa quân vào xâm lược miền Nam, tụi qua cứu. Thấy không? Còn mình thì nói mấy ông mấy dòng qua đất đưa bộ binh mà thứ thiện chiến không qua quánh tụi tôi. Mấy ông phải ngừng ném bom miền Bắc và rút quân về. Mình đưa ra hai điều kiện. Thì tới ngày 30 tháng 11 năm 68 thì nó ngừng ném bom tới vị tiếng 20. Nhiều lần lần đi tới ngừng ném bom toàn bộ, mình mới đưa xe tăng rồi vô sát biên giới vị tiếng. Nó hay chỗ đó chứ. Thì sau cái đó thì Phạm Xuân Ẩn thì cứ lấy những cái tin có giá trị, giả bị giả đi đâu cũng được, giả dự hội nghị đâu cũng được. Có những hội nghị mà giả nói trước khi mình quánh Mậu Thân, giả nói thằng Westmoreland nó được cái tin báo là cộng sẽ quánh vô các thành phố đó. Giả dự các hội nghị đó, giả nói thì giả nói thằng Westmoreland được cái tin đó, tức là có những cái gián điệp trong hàng ngũ mình đưa ra giờ cần sẽ quấn thành phố, thì nó nói đó là tin nghi binh, vì cộng nó nghi binh chứ nó chủ yếu nó quấn về Khe Sanh. Khe Sanh mới là chiến trường chính à. Thì mình có những cái nghi binh chiến lược vậy. Mình giỏi. Rồi sau đó thì Phạm Nhân Ẩn tiếp tục đưa những cái tài liệu, ví dụ như nó thả bom cho nát cái vùng mà nó phán đoán mình ở đó, là biên giới giữa mình với Campuchia. Lúc đó là sau cái Mậu Thân rồi thì nó lấn đất, vì lúc đó mình tung ra gần hết lực lượng phải không à, thì mình rút về trên biên giới Campuchia. À, thì nó lấn lần lên và nó quyết thả bom à, thì B-52 nó thả một đêm là không dứt mà B-52. Thì cái tin đó thì Phạm Xuân Ẩn nó báo về thì những cái cụm khác nữa cũng báo về, những tình báo khác như cụm A-2 rồi nó cũng báo về. Thành ra anh em mình rút qua khỏi cái lần bom đó, chứ không bị lần bom nó hủy diệt. Bom mình nó thả B-52 mà thả một đêm rồng, từ chiều tới sáng.